Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là bơm hút chân không vòng nước 2 cấp, 2 buồng bơm, điện áp công nghiệp 380V, công nghệ của Nhật. Máy hút chân không giúp giảm hoặc lấy đi lượng oxy hoặc tạp khí trong một dây chuyền sản xuất. Đầu bơm SW100 phù hợp lắp với motor 5.5kW, 4 cực điện. Lượng nước cần làm mát cho bơm là 12 lít trên phút. Lưu lượng hút cao nhất đạt là khoảng 1.800 lít trên phút. Áp suất hút lớn nhất nội chân không 9.6 bát can, hay còn gọi là âm 730cm thủy ngân. Đường kính đầu hút của bơm 45mm. Tốc độ motor lắp vào đầu bơm là 1.440 vòng trên phút. Dòng điện ampere định mức của motor khi đấu tam giác 11.7A. Các ứng dụng của bơm chân không vòng nước. Khi ép gỗ, bơm chân không loại bỏ tạp khí bên trong gỗ, củi mùng cưa, giúp ép ra sản phẩm chắc bền. Với ngành sản xuất gạch, hút khí ra khỏi viên gạch giúp viên gạch đặc và xây nhà bền vững. Trong ngành nội thất hoặc là nguyên liệu da, bơm chân không có thể hút các khí trong miếng mút giúp da bám chặt vào bề mặt sản phẩm cần bọc da. Với ngành thực phẩm, bơm chân không giúp quá trình tạo men bia hoặc giúp hút tạp khí và oxy ra khỏi các thực phẩm cần sấy khô như khoai môn, củ sắn, mít.